và anh Sang. Hân hạnh được kính chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mến chào quý vị ghé thăm chương trình livestream của công ty Godstream. Nhân tiện đây thì chúng ta cũng cùng livestream cái tập này để TT muốn anh Sang giải thích cho tất cả mọi người được hiểu về sự khác biệt giữa hai cái system mà công ty đã bán được rất là nhiều sản phẩm trong nhiều năm qua, đó là IDJet và Waterdance System. Chào quý vị khán giả của công ty Godstream. Thưa quý vị, đây là một cái, quý vị biết là hầu như những cái tiệm mà nail ở ngoài thị trường ngay bây giờ là ta dùng cái IDJet hay là nói chung là MagnaJet. Thì nó là cái MagnaJet, mình bỏ cái liner giống như bình thường vô cái bồn và mình bỏ cái jet này vô, rồi nó vô vậy xong là mình dặn nước thì cái motor nó chạy, nó xoáy nước. Thì cái người khách hàng người ta dùng cái nước, cái xoáy nước để mà massage chân cho họ. Thì cái khác biệt là cái jet, cái MagnaJet, có người người ta nói ô, nếu mà xài cái dùng cái jet này là có thể bị phạt hay là hư gãy bể. Thì kính thưa quý vị, cái jet, IDJet này không có một cái gì wrong của nó. Là quý vị biết hầu những tiệm nail ngoài thị trường ngày hôm nay là đều dùng cái jet này, đều dùng cái này, là và đến ngày hôm nay quý vợ cũng dùng nó. Thì hôm nay Sang và TT sẽ giải thích cùng quý vị cái ưu điểm và cái khuyết điểm của cái jet này. Thì công ty Godstream kêu là IDJet, thì trong này nó có một cái propeller, một cái trống trống trong này. Khi mà quý vị xài xong thì mình đem vô, mình clean up nó, rồi mình chuẩn bị ready cho người khách kế tiếp, thì nó hơi mất một cái thời gian chút xíu. Còn những người mà nói về bị phạt đồ này nọ, cái đó thật sự là không đúng. Từ vì không có gì sai về cái jet này hết, chỉ sai là những người tiệm salon người ta không chịu theo đúng cái luật của tụi stable, có người stable người ta yêu cầu phải như là clean up như thế nào, sanitize trước khi dùng cho người kế tiếp. Quý khách biết là cái jet này đã dùng rất là lâu năm và cho đến ngày hôm nay rất là nhiều tiệm người xài. Và nó có một cái khuyết điểm là khi mình mua một lần rồi là mình cứ xài hoài, trừ trường hợp mình làm rớt bể hay là mình vô tình mình gói vô trong cái này, khi mình clean up rồi mình dục thùng rác thì mình phải mua thêm một cái. Thì cái turnaround thì giống như là có những cái tiệm lớn người ta phải mua thêm những extra, cái này extra để mà khi mà khách người ta vô, người ta lẹ làng, người ta chỉ lấy ra rồi bỏ liner clean up rất là lẹ để mà cho người khách kế tiếp. Cái đó là cái system nó kêu là IDJet hay là MagnaJet cho mọi người đang có ngày hôm nay. Và cái system mới mà công ty Godstream đã cho ra đời, và Sang cũng nói ra cái sự ưu điểm và cái khuyết điểm của cái AirPad này. Thì cái AirPad này thì nói chung mình cũng dùng một cái liner bình thường, mình bỏ vô trong bồn, mình lấy cái AirPad này, mình lột nó ra, mình dán xuống, mình gắn vào trong cái ống hơi, mình bật nó lên. Thì cái massage của nó khác biệt là nó là bubbling, nghĩa là nó soft massage. Nhưng mà quý vị muốn mà nó massage mạnh như cái jet thì nó không có được, nhưng không mà được. Nó rất là relax, nó, nó rất là kiểu mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nó, đó là cái cách của soothing. Nhưng mà một cái ưu điểm quan trọng nhất của cái AirPad là nó có cái heat ở trong cái AirPad này. Thì quý vị biết giống như là một lần mình thổi mà cái hơi lạnh vô trong cái bồn nước của mình đó, thì là trong vòng 5 phút hay là 6 phút nước mình sẽ nguội lại. Thì phần đông người ta không ai nói về cái chuyện đó, người ta chỉ nói ồ dùng nó đi không sao hết. Nhưng mà cái đó là sai, là tại vì chỉ có công ty Godstream mới có một cái heat để đem vô trong cái ống này thổi ra và giữ được độ nóng hoàn toàn, đến giữ được nguyên nóng trong lúc khi mà đang làm cho session, làm cho khách là như vậy. Đó là một cái ưu điểm chính. Ưu điểm thứ nhì là khi quý vị làm cho khách xong thì mình chỉ gom góp lại, mình lấy ra hết, mình bỏ rác, mình không cần phải clean up, mình không phải đem cần vô trong, mình clean up hay là hai cục mát này để đập vô tay mình, ví dụ vậy. Thì nhưng mà một cái khó nhất của nó là một lần mình xài
nó sẽ tốn của mình từ 45 đến 50 cent cho một lần xài. Cái đó là cái khuyết điểm của cái AirPods. Thì nói chung là tôi biết cái đó là công ty đều có hai cái sự lựa chọn cho khách hàng. Thì không có gì sai về cái system nào từ cái magnetjet này hay là một cái AirPods này. Chỉ đó là một tùy theo cái sự lựa chọn, tùy theo cái khách hàng mình, cái người phù tới hợp. Phù hợp với mình. Thì cái này thì nói chung là nó là 99.9% an toàn vệ sinh. Và nước, mình không có bị tốn nước nhiều, cái heat lúc nào nó có trong đó. Còn cái này ngược lại thì khi mình mua một lần rồi, mình xài được rất là lâu năm, mình không tốn thêm extra cost. Nhưng là nó cũng có là có thể mình làm rớt bậy, nhưng mà ngược lại thì mình phải maintenance nó. Nghĩa là cái gì mà nó, cái motor mà nó chạy hoài đó thì nó sẽ bị mòn hay là nó hư, nó bể, cái đó là chuyện bình thường. Thì Sang cũng muốn quý vị và TT hiểu rằng trong cái system của công ty Goldstream hay là nó kêu là MagnetJet thì không có system nào sai tùy theo sự lựa chọn của mình. Thì các quý vị hay là anh chị cứ cần thêm chi tiết về cái IDJet của công ty Goldstream hay là cái AirPods system mới của công ty Goldstream thì xin liên hệ của Goldstream ở trên website hay là phone in hay là tới những cái authorized dealer của công ty Goldstream trên toàn Bắc Mỹ và Canada. Vâng, em TT xin cảm ơn anh Sang đã giải thích tường tận về hai cái system khác nhau. Và tại vì cũng có nhiều người confused là họ không biết là họ muốn xài system này và cái này có thể công ty sẽ bỏ đi như không. Nhưng chúng tôi là vẫn tiếp tục có những hai sản phẩm này trên thị trường. Cái system Goldstream mới thì cũng được rất là nhiều quan tâm của quý vị. Vì vậy mà quý vị cứ suy nghĩ và có thể tìm hiểu. Tại vì không có cái system nào hay hơn hay là cái nào compliment cho cái nào. Một lần nữa thì TT xin cảm ơn Sang đã giải thích cho mọi người. Mà nếu quý vị có những cái thắc mắc gì, cũng giống như là những người đã hỏi, nêu ra những câu hỏi trước đây, thì xin quý vị cứ tự nhiên mà hỏi chúng tôi để cho anh Sang và TT sẽ trong những chương trình sau sẽ trả lời và giải thích rõ ràng về những cái sản phẩm của công ty Goldstream. Vâng, và một lần nữa TT và anh Sang xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị. Bye bye Phan Anh. Introducing Goldstream's new ID Jet, featuring fewer parts, lightweight, powerful, easy to sanitize. Integrated LED mood light. Our new jet can be removed and replaced without having to shut down the drive body motor, affording use of Gulfstream's liner. ID Jet Impeller is fast, simple, easy, and satisfying, with no shaft or bushing to replace. ID Jet is UL and UPC approved for safety and sanitation. ID Jet, the only choice for all pedicure spas.